Dạ vâng, em Hồng xin kính chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì trong video hôm nay thì em sẽ test hai sản phẩm. Đó là một chiếc đáy cover BM600 và chiếc vàng Goutin DSB900. Thì hai sản phẩm này thì chiếc vàng thì em sẽ test gửi tới anh Tuấn ở Nghệ An. Còn đáy cover BM600 thì test gửi anh Năm ở thành phố Ninh Bình. Thì ở đây thì em phối ghép hai sản phẩm để test chung một lượt luôn để cho hai bác khách chúng ta cùng xem. Thì về những cái sản phẩm này thì bên em cũng đã có những hình ảnh chi tiết gửi cho tất cả bác ở trong Zalo, cũng như là cái hôm nay thì chủ yếu là test hoạt động nó đóng gói gửi lên đường thôi bác nha. Về dòng đáy cover thì hiện tại thì bên em chỉ còn một con là 950 thôi bác nha. Cover chỉ còn một con 950, thì bác nào có nhu cầu thì chơi dòng cover thì alo em. Cover 950 có giá là 13.500.000. Vàng Goutin thì bên em hết hàng, tạm thời là hết hàng luôn nha bác nha. Chỉ còn những dòng vàng mới, vàng cơ lấy số là Audio Mecca 1080 hoặc những dòng vàng số BCK6 nha bác nha. Đấy. Rồi em đi vào test sản phẩm này. Nói chung là những cái này thì hôm qua thì em đã có test một con gửi cho thành phố Hồ Chí Minh, test một con vàng này gửi thành phố Hồ Chí Minh, và cũng như là đã có giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái chức năng của cái con vàng này cho tất cả bác ở trên kênh. Và hôm nay thì chủ yếu là em test lại về cái độ hòa nhảy thôi, để tất cả em đã chỉnh ok hết rồi. À, về các bác chỉ việc dùng, còn tất cả các chế độ chơi đây thì em sẽ chỉ tất cả bác sau nha. Rồi giờ thì đây em đi vào tiếp cái vàng trước đi, em nhớ nhạc lại nha. Vâng, giờ là hiện tại là nó con này thì nó có 7 chế độ FS đấy. Đó, 7 chế độ FS, các bác muốn chuyển chế độ FS thì các bác nhấn vào cái nút nhỏ ở trên này, cái nút này FS này, mo này. Đó, là các bác nhấn vào là chuyển chế độ FS nhé. Hiện tại là FS1 thì em sẽ test luôn cho tất cả bác. FS1 là cái gì? Đấy. Từ em sẽ mở lại cho tất cả bác này. Nó có 7 chế độ. FS1 là Swing Echo. Đấy. Em test luôn nha. Lên 1 2 3 4 5 6. Đó. Là cái phần này thì nó chỉ có echo thôi. FS2 là echo và reverb. Thì khi chúng ta ca hát ấy, thì chúng ta thường là chơi ở FS2 và FS3. Các bác nào mà muốn chơi FS2 thì FS2 thì tiếng nó nói chung là nó có phần nó cứng hơn là FS3 một tí. FS3 là một phần stereo echo, thì tất cả bác em lắng nghe nha. Đây, FS2 này. FS2 nha. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Còn FS3 này. FS3 là stereo cho thì tất cả nó ra đồng đều. Ra tiếng stereo là nó tiếng nó có độ vang vọng và mượt hơn. Lên. Các bác thấy độ nó cái phần đuôi đằng sau nó nhẹ và nó bay hơn nha, nó bay hơn là FS3. Các bác nào muốn mà hát qua chế độ FS3 thì các bác hát nha. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và FS4 là phần swing echo và reverb. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng nó ngắt chậm hơn. Qua là này phần echo, FS5 là echo không nha. Lên 1 2 3 4 FS6 là phần stereo echo. 1 2 3 4 5 6 7. Nói chung là phần stereo là tiếng nó sẽ nhuyễn hơn. FS7 là swing echo nha. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, rồi thường thường thì chúng ta sẽ
hát karaoke thì chúng ta sẽ gia đình á, thì chúng ta sẽ chơi FX2 hoặc FX3. Rồi FX2, FX3 thì bên em cũng đã có cái điều chỉnh rồi, cái chỉnh hết cho tất cả anh em rồi. Còn khi các bác muốn chơi FX3 không, các bác khó lại, nhấn cái nút nhỏ ở phía dưới này, các bác khó lại. Khi các bác tách đi rồi, các bác bật lên, nó vẫn làm ở FX3. Còn các bác muốn mà chuyển sang chế độ FX khác thì chúng ta cũng sẽ nhấn cái nút nhỏ này. À, khi mà lóc cây nó mở thì chúng ta sẽ chuyển được chế độ này. À. Đấy. Thì nó đơn giản như thế thôi, thì chả có gì hết nha bác nha. Phần này là chỉnh volume mic. Phần chỉnh budget của micro, cách gia tăng micro. Và phần này là phần chỉnh bass mic chết của phần music, phần nghe nhạc vào. Đó, đơn giản như thế thôi. Còn ở ngoài đằng sau là nó có cổng cho loa trở lời, rồi cho loa canter, rồi cho loa sub vân vân. Thì nó cũng giống như đơn giản, cũng giống như những dòng vang cơ khác nha, nó chả khác gì các bác nhé. Được cái là dòng này dòng hàng xịn của Gotin, nó chơi cực kỳ là hay, rủ vang nó rất là chắc luôn. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi về chiếc vang á, thì rất ok rồi. Rồi giờ thì em test qua phần nhạc của cái chiếc đói cover để gửi cho anh Năm ở Ninh Bình. Chỉ có mãi đưa tin không xa, nhớ một thời hai ta tốt chung hướng thương, những hạnh phúc đang xanh đến mai tuổi đôi mươi. Tháng ngày dài anh đã mong chờ lại, những ký ức trong anh chưa nhẹ nhàng. Tất cả hoạt động ok. Và giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây. Các bác nào có nhu cầu mua sắm những dòng vang đói loa karaoke gia đình để kết hợp nghe nhạc thì alo của Hùng qua hai số trên tấm biển màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.